Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 11, câu 42 đến 46. Khốn cho các ngươi, hỡi các ngươi Pha-ri-sêu, các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các ngươi Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả, không có gì làm dấu. Người ta dẫm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói, thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giê-xu nói, khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu không chỉ răn dạy các người Pha-ri-sêu về thói giả hình ở mức độ giúp họ thờ phượng Chúa cho phải đạo, mà còn khiển trách họ đã ngăn cản người khác thờ phượng Chúa. Những lời của Đức Giê-xu hôm nay là một cảnh cáo đối với cộng đoàn Kitô hữu về các cám dỗ của chủ nghĩa nệ luật, chủ nghĩa hình thức và chủ nghĩa nghi thức. Chúng nuôi dưỡng kẻ thù lớn của công trình cứu độ của Đức Kitô, một thái độ quy ngã kiêu căng và tự mãn. Tha hóa lề luật thành một thái độ giả hình, thu hẹp ơn cứu độ chỉ cho dân tộc được ưu tuyển. Thái độ này gây phương hại đến tính phổ quát của ơn cứu độ và sứ mạng của các môn đệ Đức Giê-xu. Thật dễ dàng khi nói về quá khứ, cha ông tôi giữ đạo tốt lắm, đi lễ hàng ngày, xưng tội thường xuyên. Nhưng điều quan trọng là bây giờ tôi thế nào? Tôi có nghe các lời ngôn sứ của ngày hôm nay không? Có tham dự các bí tích luôn sẵn sàng cho chúng ta không? Vào thời Chúa Giê-xu, người ta tưởng nhớ các tiên tri ngày xưa, nhưng ngay trước mắt họ là đấng cao cả hơn các tiên tri, là đấng các tiên tri nói đến. Vậy mà họ không nghe người, lại tìm cách giết người. Vì vậy Chúa sẽ phán xét dòng giống này về máu các tiên tri đổ ra. Chắc chắn lời cảnh giác này nhắm một cách đặc biệt trên những người đương thời với Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta cũng hãy canh phòng cẩn mật thói giả hình trong tất cả chúng ta. Muốn gán trách nhiệm cho người khác về những sự dữ trong xã hội, trong giáo hội. Thật ra mỗi thế hệ đều dự phần vào sự dữ trong thế giới. Mỗi thế hệ đều đã kết án Chúa Giê-xu. Mỗi thế hệ đều phải chịu trách nhiệm về máu Chúa Giê-xu đổ ra. Từ A-ben, con của người đầu tiên đến nay, máu các ngôn sứ vẫn đang chảy trên mặt đất. Lạy Chúa, ngày xưa Chúa đã bị từ chối, bị kết án và bị đóng đinh. Hôm nay Chúa vẫn tiếp tục bị từ chối, bị kết án và bị giết chết mỗi khi chúng con phạm tội, mỗi khi giáo hội bị bích hại và các tông đồ hôm nay bị xua đuổi và giết chết. Xin Chúa thương xót thế giới, xin thương xót những người từ chối Chúa, và xin Chúa thương xót chúng con. Amen.